Những ngày vừa qua, mạng xã hội Việt đã không ngừng xôn xao vì một lùm xùm trong Vbiz đã gọi tên hai mỹ nhân vốn xưa nay nói không với scandal. Bất ngờ hơn nữa, sự việc này diễn ra ngay trên thảm đỏ với sự xuất hiện của rất nhiều người nổi tiếng và giới truyền thông. Cụ thể, trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh tươi cười tạo dáng chụp hình. Cư dân mạng đã soi ra trong một khoảnh khắc, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã hất tay của đàn em ra khỏi người mình rồi tiếp tục tạo dáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức thì Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã bị gán cho danh hiệu Miss Hất Tay. Nghi vấn cô tỏ thái độ chảnh chọe, bằng mặt nhưng không bằng lòng với hậu bối cũng xuất hiện dày đặc trong những comment trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz. Mặc dù Đỗ Mỹ Linh đã từng có bài đăng khá dài để giải thích về sự việc, nàng hậu sinh năm 1996 cho hay chuyện này nhỏ xíu, không định lên tiếng nhưng vì không muốn một đoạn clip bị cắt ra khỏi chỉnh thể, bị thêu dệt và dựng chuyện, làm chia rẽ tình chị em nên phải một lần làm rõ. Về lý do cô kéo tay Đỗ Thị Hà ra khỏi người mình, Đỗ Mỹ Linh giải bày, hôm đó mình mặc đầm khuyết eo nên tay Hà lạnh, sờ vào eo mình bị buồn thôi. Rõ ràng trong đoạn clip mình cầm tay Hà bỏ ra và hai chị em cười tươi như thế mà, nỡ nào bảo mình thái độ với em ấy. Thực tế là hai chị em mình đang đùa nhau các bạn ạ. Đỗ Mỹ Linh cũng khẳng định giữa mình và Đỗ Thị Hà không hề có xích mích, thậm chí cô xem nàng hậu sinh năm 2001 như em gái. Hai người có chung quản lý, có nhiều hoạt động chung cùng nhau nên không có lý do gì để tỏ thái độ hay bằng mặt nhưng không bằng lòng như nghi vấn từ cộng đồng mạng. Còn về phía Đỗ Thị Hà, cô tỏ ra không mấy quan tâm đến những ồn ào đang gọi tên mình và đàn chị, đồng thời khẳng định mối quan hệ chị em giữa mình và Mỹ Linh vẫn vô cùng tốt đẹp, cô hy vọng khán giả sẽ không hiểu lầm.